Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi sẽ giới thiệu tiếp cho cả nhà mình xem một mẫu áo đầm mới Nhi mới vừa làm cho hôm nay cả nhà. Đây là một chiếc áo đầm rất là dễ thương, vẽ bông và sát áo dây, và ở trên phía trên cái ngực ở trên mình là có ship ship ly nha, cái ship bèo nha cả nhà. Và ở dưới eo mình thì có ship ly. Áo này là Nhi thiết kế và may cho cái mùa hè. Tại hiện giờ là bên Nhi là đang lên mùa hè, mình may kiểu này mặc cho nó thoải mái nha cả nhà. Và may cái kiểu này á thì nó sẽ che được ngực, cái khuyết điểm của Nhi là che đi cái nay bụng của Nhi, không thấy cái nay bụng nha cả nhà. Nếu như cả nhà mình muốn tham khảo và muốn may một cái chiếc áo đầm cho một mùa hè đi chơi dã ngoại gì đó thì cả nhà mình nên tham khảo một cái video của Nhi nha. Nhi sẽ hướng dẫn và cho chia sẻ cho cả nhà mình cái áo đầm này nha cả nhà. Bây giờ cái áo đầm đây là phía sau, phía sau đây là Nhi đã may xong và Nhi đã treo lên đó cả nhà ơi. Cái này là Nhi may vải bông nha, vải bông và vải cát rất là dễ thương luôn. Đây Nhi sẽ lấy chiếc áo đầm và giới thiệu kỹ cho cả nhà mình xem nha. Đây, đây là cái chiếc áo đầm. Ở đây là phía cổ nha cả nhà, đây là phía cổ trước nè cả nhà. Đó, ở đây là cái sợi dây dán bính nha cả nhà ơi. Đó, dán bính. Ở đây là Nhi có may bèo nha. Đó, bèo dễ xéo 1 nè, 2 nè, Nhi may 2 bèo nha cả nhà. Và đây là Nhi may sát cánh. Đó, phía sau này cũng vậy luôn, cũng có bèo luôn nha cả nhà ơi. Đó, cái phần eo nè cả nhà. Phần eo thì Nhi cũng có may to bản nữa nha. Vải này vải bông một vải cát nha cả nhà, rất là dễ thương. Phía bên hai bên đây là Nhi có may hai cái sợi dây. Cái to bản sợi dây này khoảng là 2 phân nha cả nhà. Còn sợi dây dài ngắn thì do cả nhà mình ý thích, mình thích nha. Còn phía trước này là Nhi có cái ly nè. Đó, toàn bộ có ly hết, đặng mình che khuyết điểm nha cả nhà. Đó, đây là cái chiều dài của cái váy đây. Còn ở đây là phía sau. Phía sau này thì như có may dây kéo nha cả nhà. Mình như may dây kéo giọt nước. Đó, rồi dài xuống tới cái mông luôn. Và phía đây cũng có may cái to bản nha. To bản thì như cũng có may to bản nha cả nhà ơi. Đó, đặng làm điểm nhấn của cái eo. Và phía sau này đây như cũng có ship ly luôn nha cả nhà. Như có ship ly luôn. Đây là tổng quan phía sau của cái trang váy. Cái váy đây. Thì cái váy này Nhi may là Nhi mặc trên đầu gối khoảng 5 xăng nha. Khoảng 5 xăng. Đó, đây là tổng quan của chiếc váy nha cả nhà. Còn ở đây là kế tiếp, và phía đây là cái quần. Cái quần ngắn. Đó, đây Nhi sẽ giới thiệu tiếp cái quần nha cả nhà. Cái quần này thì Nhi may đặng Nhi mặc cái quần ngắn, trong khi mà tại vì á mình may cái này đặng cho mình khi mà mình đi ra ngoài phía ngoài mà lỡ nhiều khi gió có thổi thì cái váy có tóc lên thì mình có cái quần không sao nha cả nhà. Ở đây là Nhi may quần ống tròn. Lưng thun nha, lưng thun, ống tròn bình thường đơn giản. Thì cái lai Nhi cũng may nhỏ nha cả nhà, cái lai Nhi cũng may nhỏ luôn. Quần lưng thun thì Nhi may cái lưng thun này là một phân nha cả nhà, một phân đây, lưng thun một phân đơn giản. Cái quần thì rất đơn giản luôn. Đó, đặng mình mặc vô á, nó khi mình đi ra ngoài đường gió có thổi thì tóc lên, cái chân váy có tóc lên không sao hết. Mình có cái chân cái quần trong nha, mình có cái quần lửng nhỏ trong ha, quần sọt trong ha cả nhà ha. Đó, Nhi may cái vải cát nha cả nhà. Vải cát, cả nhà nhìn cái bông nè, cái bông rất là dễ thương luôn nha cả nhà ơi. Cái bông rất là dễ thương luôn. Đó, cái bông đây, đó, cái bông của nó, bông của vải đó cả nhà. Vậy thôi bây giờ Nhi sẽ mặc thử cho cả nhà mình xem cái mẫu váy này đó. Sau khi Nhi đã mặc vô cho cả nhà mình xem và tham khảo mẫu cái áo đầm này cả nhà. Áo đầm này ngắn ở trên đầu gối ha. Trên đầu gối khoảng chừng 5 cm nha cả nhà. Đó, cái form dáng cái áo đầm này đây rất là dễ thương luôn. Đó. Phía cái eo cả nhà là Nhi có sợi dây nha, cái sợi dây và thắt nơ. Còn dưới đây là Nhi mai ship ly nha cả nhà. Ở chân trước này Nhi có ship ly nha cả nhà. Đó, đó, Nhi có ship ly luôn phía hông nha. Ở phía sau này Nhi cũng có ship ly luôn. Đó, giờ Nhi đi xa xa cả nhà mình xem cái chiếc áo đầm này nha cả nhà. Đó, đây Nhi đi xa xa cả nhà mình xem nha. Đó, rất là đẹp luôn, thấy không cả nhà? Đó, rất là đẹp luôn. Và nhìn cái đôi chân mình á, may cái kiểu cái áo đầm này cả nhà, nhìn cái đôi chân của mình nó rất là thon và dài ha. Cái này thì Nhi phối dài đen dài dây đó, thấy không cả nhà? Nhi phối dài đen dưới trên đây là cái tông, đó là cái bông chảy bông nền thì màu đen, bông màu đỏ và màu trắng màu kem, nhìn rất là sang luôn cả nhà ơi. Đó, thấy không cả nhà? Đó, rất là đẹp luôn. Nhìn cái đôi chân của mình rất là thon. Cả nhà mình có muốn nhu cầu muốn may một cái bộ trang phục đẹp cho mình đi dạo hoặc là đi tiệc, đi đám gì đó ha,
phải đi dã hội hay đi du lịch gì đó thì cả nhà tham khảo cái mẫu này nha. Cái mẫu này Nhi thiết kế và Nhi may cho cái mùa hè đó, mình đi dạo rất là thoải mái đó cả nhà. Đó đây đó, Nhi cả nhà mình xem phía sau này đó không cả nhà, đây Nhi sẽ dán tất cả nhà mình xem phía sau nha. Đó phía sau đây, phía sau đây thì Nhi có may dây kéo nha cả nhà, áo hai dây phía sau Nhi có may dây kéo đó, thấy không cả nhà, rất là dễ thương luôn đó. Nhi tới sẽ cả nhà mình xem nha. Đó cả nhà mình xem cái phần của cái zip ly này cả nhà. Đó, ở đây có zip ly, phần trước thì cũng có zip ly, bên đây có zip ly luôn, và thằng sau cũng có zip ly luôn nha cả nhà, rất là dễ thương cả nhà. Đó, Nhi sẽ đi trước chứ mình sẽ đi một vòng cả nhà mình xem nha. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, rất là đẹp. Nhi sẽ lại cho cả nhà mình xem nè. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó, Nhi sẽ quay một vòng cả nhà mình xem cái đồ của nó nha. Đó, cái đồ mới vẽ cả nhà, rất là đẹp các bạn nhỉ, rất là đẹp luôn. Trên của cái dây áo và cổ áo và phần eo nha. Cả nhà mình sẽ tham khảo kỹ hơn và cả nhà mình dễ may hơn ha. Đây là cái phần trên, thì cái phần trên này đây là cái phần cái sợi dây nè cả nhà. Đó, phần cái sợi dây này thì Nhi may cái sợi dây này là Nhi thắt bính lại nha. Nhi may một cộng to bản 5 ly 5 ly rồi Nhi sẽ thắt bính lại ha. Đó, thắt bính cái sợi dây lại đây, thắt bính nha cả nhà. Đó, thì khi thắt bính lại rồi thì bên đây là Nhi cởi cổ này, là Nhi may cổ tròn nha. Đó, cổ tròn và sát nách ha. Đó rồi xong rồi ở đây á, là Nhi có may cái bèo nha cả nhà. Cái bèo này Nhi may cái bèo trước và bèo thân sau luôn, ở thân sau này cũng có bèo luôn nha cả nhà. Đó, thì cái bèo này thì Nhi có may là hai bèo nha, hai tầng, tầng thứ nhất nè, tầng thứ hai nè. Đó, thì tầng thứ nhất và tầng thứ hai như cách nhau khoảng 5 xăng nha cả nhà. Và cái bèo này Nhi cắt dễ xéo nha, khi mình cắt dễ xéo thì chỗ này nó mới có đủ con nha cả nhà. Đó, nó mới có đủ con, nó mới đẹp. Phía sau cũng vậy luôn, phía sau này thì Nhi cũng may luôn ha, một tầng nè, hai tầng nè, cũng cắt dễ xéo luôn nha cả nhà. Đó phía sau, đó phía sau đây đó. Đó, rồi đây thì cái phần dây, thì cái phần dây thì Nhi có may cái sợi dây nha. Cái to bản sợi dây này Nhi may 2 xăng đó, Nhi gắn hai bên sườn và thêm cái phần này là điểm ngắn của cái eo, thì cái điểm ngắn của cái eo này to bản này Nhi may 4 xăng rưỡi dòng ra phía sau luôn. Đây là phía sau, dòng phía sau luôn nha cả nhà. Và phía sau này, ở phía sau này Nhi có may cộng dây kéo dài xuống luôn cái mông luôn nha cả nhà. Đó, ở phía sau đó. Và cái phần xếp ly, xếp ly thì ngay trung tâm giữa này thì Nhi xếp ly hai cái ly đâu lại, và ở đây cũng vậy, hai cái ly đâu lại, và phía bên đây hai cái ly cũng đâu lại, nhưng mà chỉ có hai cái ly sườn này nè nha cả nhà, hai cái ly phía bên cái hông này thì Nhi sẽ đâu vô cái sườn. Và cái thân sau này cũng vậy, thân sau này thì Nhi sẽ đâu vô nha. Đó, hai cái ly sẽ đâu lại, hai cái ly đâu lại nha cả nhà, phía sau. Đó, và phần cái lai thì cái lai thì Nhi có may cái lai nha, cái lai. Đó, rồi phần cái bèo này thì Nhi cũng may cái lai luôn nha cả nhà. Đó, đây là giờ Nhi xa xa cả nhà mình xem tổng quan của cái chiếc áo đầm này nha cả nhà. Đó, xa xa cả nhà mình xem nha. Đó, đó là tổng quan của chiếc áo đầm ngắn của Nhi nè. À, áo đầm ngắn mà 2 dây có bèo ngực, nhìn thấy rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Cả nhà mình mà có dự định may một cái chiếc áo đầm nào để cho mà đi chơi hay là đi tiệc đi đám gì đó thì cả nhà tham khảo mẫu này nha. Mẫu này Nhi bảo đảm luôn, tôn dáng rất là nhiều. Đây Nhi tới xíu cả nhà mình xem nha. Đó, rất là dễ thương ha cả nhà. Đó, rất là dễ thương luôn, rất là đẹp. Em ơi nha, thì cái phần áo này thì nó có một cái điểm, có một cái điểm mạnh của nó là khi cả nhà may cái mẫu này thì cả nhà cái dòng eo của cái nhà mà nó không có được tốt lắm đó, nó sẽ che hết luôn, nó sẽ phủ hết luôn, sẽ làm cho cái nhà mình eo thon
và không thấy được cái bụng ha, không thấy được cái này bụng, rất là tuyệt vời luôn cả nhà đó, rất là dễ thương luôn ha cả nhà đó. Như quan nhầm cả nhà xem rất là dễ thương luôn nè. Như Nhi mặc nè, Nhi Nhi này mặc vô người cả nhà mình xem đi, Nhi không thấy cái bụng luôn ha, rất là đẹp. Nhưng mà mai kiểu này thì cả nhà mình tham thảo mình mai giả bông á cả nhà, mình mai giả bông nhìn sang lắm, nhìn đẹp lắm cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ đi vòng nữa cho cả nhà mình xem, Nhi kết thúc video nha. Đó, đây, Nhi dán cái tóc cho cả nhà mình xem đó. Xem cả nhà, phía sau. Cái này là phía trước. Cái phía trước cả nhà nhìn thấy không? Nhìn cái áo đầm không? Nó tôn dáng mình rất là nhiều, tôn dáng rất là tôn dáng mình luôn. Đó, giờ Nhi sẽ tiếp cả nhà mình xem nha. Đó, rất là đẹp. Xem cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó. Thấy không cả nhà? Mình may cái bông nền đen mà bông cam bông đỏ như vậy ha, trời ơi nhìn cái làn da mình trắng lắm cả nhà, trắng lắm luôn đó. Vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha. Nhi xin cả nhà cho Nhi xin một like, một chia sẻ.